Hello mấy em, chào mừng mấy em đã quay lại với kênh YouTube của chị Cano và cuộc sống yêu hoàng nước quận Bình Thạnh. Hôm nay chị làm một cái clip mất băng này đầy rẫy sự thú vị trong đây luôn. Đây, chị đã chuẩn bị những món ăn vặt thời đó, hồi xưa ai cũng từng ăn rồi hết trơn á. Để coi cái hồi mà chị ăn mấy món này là năm chị 16 tuổi. Để bây giờ chị ăn lại coi nó có khác gì không. Hôm nay chị mới 18 tuổi thôi, mới có 2 năm thôi. Hôm nay á, nhỏ trợ lý nó chuẩn bị cho chị những cái lá thăm may mắn nha. Lúc nữa chị bóc trúng cái lá thăm có cái từ khóa nào là chị phải kể về những cái kỷ niệm của chị ngày xưa. Để nó muốn bóc phốt chị. Thôi kệ, chơi luôn. Giờ mình có bánh gấu nè, có bánh con nhộng nè, bánh lỗ tai heo nè, sô-cô-la hạt dẻ hưởng nè, kẹo cam nè, kẹo sô-cô-la nè, đó, kẹo dẻo nè, xí mụi nè. Rồi, đầu tiên chị sẽ ăn bánh con gấu nha. Mê cái này lắm luôn á. Ngày xưa á nha, bánh con gấu là nó có hai vị ở trong. Thứ nhất là đậu phộng, thứ hai là vani. Mà chị cực kỳ mê cái đậu phộng luôn. Nhưng mà tới bây giờ thì nó ngưng sản xuất cái đậu phộng rồi. Có em nào mà mê cái vị đậu phộng giống chị thì comment cho chị biết nha. À, từ đầu tiên. Chửi lộn. Trời ơi, cái từ gì mà mới vô mà chửi lộn rồi. Tôi hiền gần chết, tôi có chửi ai đâu trời. Nói vậy thôi chứ hồi cấp 1 chị cũng có chữ sơ sơ mà chữ dễ thương lắm. Bà hả, bà là cái đồ mặt trời thông minh. Mấy em biết mặt trời thông minh là gì không? Chị nói nghe nè, mặt trời là đỏ, thông minh là trí, đỏ trí là... Tự hiểu đi. Ông hả, ông là cái đồ thiền xưa. Mấy em biết thiền xưa là gì không? Trẻ gì biết. Thuyền là ghe, xưa là cũ, ghe cũ là thấy ghê không? Thấy chị thông minh không? Bà là cái đồ xà lách kim cương. Xà lách là cải, kim cương là quý. Cải quý là quỷ cái. Sau khi chị chửi tất cả những đứa đó như vậy rồi, tụi nó chửi ngược lại chị. Bà đúng là cái đồ máy giặt nằm ngang. Em biết máy giặt nằm ngang là gì không? Nó chửi chị mất dạy ngàn năm. Rồi bây giờ chị sẽ ăn cái kẹo cam này. Hồi nhỏ đó, tiếc. Ăn có gì nhỏ xíu gì mà nhậm thì nó tan hết trong miệng thôi. Bây giờ có điều kiện là ăn lẹ. Sợ nhất điều gì? Kể cho nghe. Ngày xưa á, có mấy đứa hâm đánh chị á. Cái chuyện vậy nè, chị bẻ tay. Ủa không, hâm này chị mỏi tay, chị bẻ tay vậy thôi à. Chứ đâu làm gì đâu. Mà tụi nó chạy hết trơn. Ngày xưa lúc mà chị thuyết trình á, chị rất là sợ mấy đứa bạn cùng lớp chị nó đặt câu hỏi. Mỗi lần nó đặt câu hỏi là chị đứng trên bục chị rung không. Thiệt tình luôn á. Trời ước gì chị nói được cái câu là: em cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm em. Nếu mà có bất kỳ câu hỏi nào á thì làm ơn giữ trong lòng đi, sống để bụng chết mang heo đi. Trời ơi, mắc gì hồi đó cô giảng không nghe, bây giờ hỏi ngược lại tôi, ai rảnh. Một chiếc cây. Rồi bây giờ chị sẽ làm kem cho mấy đứa nha. Đây là mùi nho nè, mùi dứa nè, mùi dâu nè, còn cái này là mùi sô-cô-la. Đó, bây giờ chị sẽ làm mùi sô-cô-la nè. Quê cái hộp ra. Có cái cục đen xì cho mấy đứa được nghỉ bậy nha. Như một cục đường. Nó ngọt quá mày ơi. Ngày xưa lớp 4, lớp 5 á, mấy đứa biết là bạn chị tụi nó tỏ tình sao không? Tụi nó tặng nhẫn cho nhau. Đây nè, cái nhẫn tụi nó nè. Đây, lột ra cái khoe liền nha. Anh trao em một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn của anh em dùng để mút. Đây là kẹo si cô la trong hộp. Rất là nhiều màu. Nó là một lớp si cô la cứng ở ngoài, tráng ở ngoài và si cô la đen ở trong. Mấy em biết gì không? Kem nhiều màu. Một tuần đi học 5 ngày là mua đủ 5 loại kem. À, cái này là vị sữa chua. Làm đẹp sờ kia kia. Ta là con gái đẹp á, người ta hỏi bài một cái là mấy hàng trong lớp coi như là thùng son vô bu lại chỉ. Còn chị á, cũng đẹp nhưng không đẹp lắm. Hỏi bài cái tụi nó nói là bạn cứ áp dụng công thức là ra. Ra là ra về, tao tắt vô đầu tụi bay á. Nói vậy thôi chứ mình là con gái ai làm cái hành động đó kỳ quá. Hồi nhỏ đó, có biết skin care là gì đâu. Biết vậy á, ngày xưa á, mình lo mình để dành tiền đi. Mình để dành tiền mình sắm liền một cái máy chăm sóc da mặt chuyên sâu UFO 2 của Foreo. Rất là đáng tiền luôn. Nó như một cái spa ở nhà vậy đó. Bữa chị mới mua mấy mặt nạ mới từ Foreo ship về nè. Bữa nay chị sẽ xài cái Acaberry nha. Cái này hình như là cái Việt Quốc nhưng mà lấy từ Brazil. À, sau khi kích hoạt bằng app thì nó sẽ có chế độ nhiệt nóng nè, để lỗ chân lông mình nở ra, dưỡng chất thấm vô dễ dàng.
sóng rung tia xung kích này rất là êm nha, y chang mấy chuyên viên spa massage cho vậy đó. Đó, mày đưa thấy cái đèn led màu đỏ không, nó đổi màu từ từ y chang đèn led trị liệu ở spa luôn. Sau đó là tới nhiệt lạnh để khóa ẩm, đóng lỗ chân lông lại cho da mình săn chắc. Đợt này không hiểu sao mày thời tiết Sài Gòn nó khó chịu vô cùng luôn, mưa thì mưa lầm mưa lớn mà trời rất là nóng luôn. Chị phải nằm máy lạnh thường xuyên cho nên là da khô vô cùng. Đắp cái này vô là da nó dịu lại thiệt. Theo chị nha, đầu tư một cái máy UFO 2 rất là đáng nha. Vừa đắp mặt nạ cấp ẩm, vừa đẩy dưỡng chất, vừa điều trị luôn tình trạng da mụn không đều màu. Cái máy này tôi nó đắt, nhưng mà dùng tới 10 năm lận đó. Nếu mà mình bảo quản kỹ, mà UFO 2 còn được dùng với tất cả các loại mặt nạ khác luôn. Chưa kể, nó còn nhiều chức năng khác nữa. Ví dụ như nhiệt lạnh nè, để mình giảm quầng thâm mắt, hợp với người làm việc cường độ cao, thức khuya như chị. Mà nó gọn nữa, mang đi đâu cũng được hết á. Chị có để link ở dưới á, mấy đứa nhớ lít vô coi, rồi từ từ nha, mình để dành tiền mình mua. Chạy ra bà căng tin, mua một cây son 3.000 đồng, đây là cây son 3.000 đồng. Đó, thấy cây son này chưa? Son môi. Ở nhà chị, mẹ chị xài cái sữa rửa mặt màu trắng trắng mà con bò mà của Thái Lan đó. Đó, rồi cái chị lâu lâu á, chị lén mẹ chị á, chị lấy cái serum của mẹ chị xài, chị lấy cái kem dưỡng da của mẹ chị xài đó. Còn tiền của chị hả, chị chuyển phản hết trơn. Chị chuyển vô cái mỡ bụng của chị. Tiền tình luôn. Xí mũi chua chua ngọt ngọt. Đúng hương vị ngày xưa à, chua chua ngọt ngọt. Ngày xưa hay tưởng tượng cái cục này là cục mũi nè. Sô-cô-la trứng khủng long. Ủa, sao nhìn nó giống trứng thằn lằn vậy? What? Có hột đậu phộng ở trong y như ngày xưa luôn. Cái lớp ngoài cái lớp sô cô la trắng rất mỏng, nó bị trứng dài á, xong rồi tới một cái lớp sô cô la nâu, xong cuối cùng ở trong cái lỗ là cái hột đậu phộng. Khóa tiếp theo, chép phao. Nói gì chép phao, bao nhiêu là chị là một bụng. Cái bụng chị bự là do cái kinh nghiệm chép phao đó. Trời ơi, tôi nói kinh nghiệm chép phao, tao bây giờ viết ra thành nguyên một cái cuốn gọi là cuốn từ điển chép phao thì đọc bây nghe nè. Chép phao mà chép cho cố vô, chép để ráng được 10 điểm. Cái đó gọi là tham lam. Chép phao mà thầy cô chưa phát đề mà lo chép rồi, cái đó gọi là sukana. Chép phao mà bỏ quên cái phao ở nhà, cái đó gọi là định mệnh. Chép phao mà chép vô cái tờ giấy nhỏ xíu, xong rồi chữ chi chép lên, đi vô phòng thi đọc không có ra, chép không được luôn, cái đó gọi là dạy dột. Chép phao mà chép trơn tru, chép cho tới cuối cùng luôn, nộp bài thi, nộp chung với cái phao nữa, người ta gọi là tiêu đời. Tiêu đời. Không biết cái vị nó có giống ngày xưa không, nhưng mà cái ngoại hình là tôi thấy khác rồi đó. Ngày xưa ăn một cái bịch nó dài thòn lòn cả mét vậy đó. Bánh bao giống như dành cho người tí hon vậy đó. Vậy mà mê. Thơm thơm, mềm mềm, dai dai, xốp xốp. Ăn cái hộp này đi, kẹo dẻo. Ngày xưa là chuyên môn để cái hộp ở trong học vàng nè. Cái cô giảng ở trên á, cô mà quay lên bảng mà viết bài là họ thằng dưới lấy. Bây giờ chị ăn tới cái mì học sinh, trời đất ơi, ngày xưa mê cái này cực kỳ. Cảm giác là nếu mà cả ngày không ăn gì, ăn một bịch mì này thôi là cũng mãn nguyện rồi. Quá tiếp theo. Tình cảm học trò. Mấy em đừng có coi thường chị. Thấy chị như vậy á, chứ chị cũng có người theo đuổi chứ bộ. Thì nó vừa đuổi mà nó vừa sủa nữa. Ngày xưa nha, chị chúa ghét mấy con nhỏ mà mới vô lớp 10 đó, mà trai theo nườm nượp, mà đặt xin nick Yahoo, xin nick Facebook, đồ viết thư tình rồi, chị ghét dữ lắm. Tại biết sao? Vậy tại chị học tới lớp 12 rồi, chị gần ra trường rồi, không ai theo đuổi chị hết. Không ai theo đuổi chị hết. Nhưng mà cuối cùng vào một ngày đẹp trời nọ, chị nhận được một lá thư nặc danh, hẹn chị sau giờ học ở cổng trường. Ủa ai chị? Có đẹp trai không? Trầm trường. Nó thấy mặt tao láo quá cho nó hẹn ra nó đánh chứ không gì trơn. Tôi ngồi tôi nói một hồi là lòi ra thói hư tật xấu của tôi hết trơn á. Kỳ ghê à. Mấy đứa muốn chị làm về cái chủ đề gì thì nhớ comment cho chị biết để chị làm nha. Còn bây giờ nhớ đăng ký kênh của chị. Bye bye. In the mood for a switcher, I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Feel I'm in the mood for a change up.